could just go around and do those. Oh, look at the train! But they're gonna have no train. Is that the train that we're sitting on? Maybe we can see them. I think during the day, you can see like Mount Fuji. Okay, we got here. Mount Fuji? Chào các bạn. Hiện tại là mình đang đứng ở tháp Tokyo Skytree ở tầng 31. Thì đứng đây có thể nhìn thấy được ở phía dưới nè, rất là đẹp. Đó, các bạn nhìn nè, thấy bao quát hết thành phố thủ đô Tokyo luôn, rất là đẹp. Không cần quay cái mặt, quay này thôi nè, rất là đẹp. Thấy không, trong đó thấy không? Cái tay mới ăn chân gà. Nhục cái điện thoại được đó. Đây là cảnh quay từ tầng 31 của tháp Tokyo Skytree nhìn xuống. Thì thành phố Tokyo rất là đẹp. Đây là cảnh của tàu điện, các bạn thấy hai chiếc tàu điện đang chạy rất là đẹp. Đó, nó giống như cái trò chơi con rắn trên điện thoại đây. ソウルサイズのバニラ、はい、またクリームフラペチーノですね、はい、ソウルサイズのまたティーラテをお待たせいたしました、はい、ありがとうございます。